Minto Huy, Evalix xin chào tất cả các bạn ở trong nước Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Ngày hôm nay trước khi mà blockchain của chúng ta đúng không? Hiện tại vẫn chưa có ví nhưng mà trong thời điểm này là hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 thì trong lúc này thì để mà các bạn có thể thử nghiệm và trải nghiệm trên sàn thì chúng ta có những cái hiện tại mình thấy là có một cái phương thức dễ dàng nhất để có thể là chúng ta giao dịch ở trên sàn này đúng không ạ? Và ở đây các bạn phải có hai sàn. Thứ nhất là các bạn đó là sàn UnitX và thứ hai nữa là bạn phải mua cái sàn ngoài đó là sàn Binance hay sàn có sàn BNB đấy đúng không ạ? Và cái hoặc là sàn UBI đó, và bạn có thể có một số các sàn khác nhưng các sàn đó phải có LS vì LS là một trong những là một trong nốt ở trong cái trong blockchain của chúng ta. À, chúng ta nằm trên một nốt của trên EOS mà, đúng không? Thì bây giờ bạn phải có, chính vì vậy là EOS được chuyển vào trong của chúng ta. Hiện tại EOS đang có hơn 1.000 các công ty đang sử dụng công nghệ từ EOS ra, đúng không? Và đây là một trong cái mà mình sẽ chia sẻ với các bạn, đúng không? Và mình tin rằng khi mà mình làm một cái video hướng dẫn từ A đến Z, từ cái lúc mà chuyển EOS vào trong cái sàn giao dịch của chúng ta để bán đi thì chúng ta mới có USDU nha, bán EOS ở trên sàn của chúng ta thì mới nhận về USDU, và một khi mà đã có USDU rồi ấy, thì bạn sẽ mua và sở hữu được GLU và UNTP đúng không? Đấy thì đấy là một cái quan trọng đúng không? Đấy. Vâng, lộ trình làm thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách dễ dàng và nhanh nhất đối với những người đã biết chơi rồi đúng không? Người nào chưa biết chơi thì cứ dần dần đúng không? Xem nhiều video của các bạn sẽ biết làm đúng không? Từ lớp 1 đến lớp 10 đúng không ạ? Đấy. Đây. Rồi, khi mà các bạn vào trong khu vực sàn này, đây là sàn UnitX này, đúng không ạ? Là chúng ta đã vào trong sàn rồi. Và hiện tại bây giờ giá của Clue đúng không ạ? Giá của Clue là bao nhiêu? Giá Clue hiện tại bây giờ là 0,9 rồi đúng không ạ? Wow, nên cao đấy, nhanh đấy nhỉ. Lúc trước mình mua có bao nhiêu, có 0,6 mấy ấy, mà bây giờ 0,9 rồi, và có khả năng sẽ tăng nữa. Thì hôm qua là hôm thứ bảy, hôm mùng 6 là chúng ta có cuộc họp đúng không ạ, là tăng lên rất là nhiều, và rất là nhiều người đang tìm cách để chuyển được làm sao ấy, mà có được USDU để các bạn thể vào đây để mua được GLU và UNTP để chúng ta trải nghiệm đúng không? Đấy, về hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn đúng không? Như bạn hiện tại đây nhìn là giá CLU đang là 0,9 rồi, UNTP hiện tại giá trên này các bạn mua ở đây là 0,03 và EOS bạn có thể giao dịch trên này thì hơi cao một chút, mua chuyển đây phí hơi cao một chút là 2,65 đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé, để các bạn được nạp EOS vào trong cái sàn này thì bạn có một sàn ngoài. Thứ nhất là sàn của chúng ta nó là Unit EX, hai nữa là cái sàn đó là mình sẽ giao dịch trên sàn BNB đúng không? Đây là sàn BNB này, Binance này, được chưa nào? Ok, chúng ta sẽ bật ví của cái sàn Binance lên, được chưa nào? Đây, nhấp vào rồi. Và chúng ta sẽ vào trong cái ví thứ hai đó là cái ví của chúng ta, đó là cái ví của ta khi hiện thị lên những các cái đồng tiền. Như ở đây các bạn thấy ở đây là mình đã có các cái tài sản mà đã chuyển vào trong sàn Unit X của chúng ta thành công. Đó là thứ nhất là mình đã chuyển một cái lượng, đó là một cái lượng nó là EOS đây rồi đúng không? Đấy. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển vào đúng không? Đấy là 63 này, Huy chuyển nhiều hơn là hơn 100 cơ đúng không? Gần hai hơn 100 cơ, nhưng mà mình đã bán rồi. Khi mình và tiếp theo đó mình chuyển một lượng BTC vào đây thử nghiệm lần đầu tiên là thành công này. Rồi sau đó khi mà mình bán EOS xong thì mình ra đồng USDU này và mình giao dịch rất là nhiều rồi. Đúng không? Và khi mình sau đó là mình lấy USDU đấy mua UNTP này. Đấy, hơn nó 1.000 đồng rồi, mua CLU này là 46 đồng và mình đã giao dịch rồi, mua bán rồi, được chưa nào? Ok, tốt. Bây giờ để mà nạp được tiền vào sàn
unit unit EX của chúng ta, thì các bạn phải nhấp vào cái phần mục EOS để chuyển tiền vào đây, có nghĩa là phần tiền gửi, nghĩa là gửi tiền vào sàn này. Rồi khi mà gửi tiền vào sàn này xong thì bạn nhìn thấy hai ví đây đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào sàn Binance. Chúng ta gửi tiền vào, giờ chúng ta phải rút tiền từ sàn Binance ra, thì tìm EOS đây, ví dụ đây EOS, bạn thể nhập EOS trên này thì nó sẽ hiện ra EOS OS đây, EOS thì chưa nào. Vậy là bên trên cùng này, nhớ EOS không thêm một cái chữ nào như bên dưới này, như EOS cái việc mà app này hay EOS dot này nhá, mà đúng EOS này luôn, được chưa? Đúng EOS này, chỉ có EOS này thôi. Rồi bạn nhấp vào phần rút tiền, rút tiền ra khỏi sàn Binance. Đây. Khi mà nhấp vào đây là rút tiền của sàn Binance này thì sẽ hiện thị lên, đúng không ạ? Hiện thị lên cái ví này, được chưa nào? Rồi thứ hai nữa là chọn chọn nốt, đúng không? Mình sẽ làm luôn, được chưa nào? Đây mình sẽ trở về sàn của mình để lấy tên cũng như là lấy số tài khoản hay là số ví đấy. Đây, ok, các bạn nhìn đây, đây là cái tên của cái sàn của mình, như kiểu là cái tên của mình vậy. Ví dụ mình tên là Mr. Huy Eric chẳng hạn, đúng không? Mình phải copy này, hoặc là nhấp vào phần sao chép của phần sao chép này, nhìn chưa? Nhấp vào sao chép, rồi bạn chuyển về sàn Binance, dán vào đây, đây địa chỉ EOS đó là của người nhận, đó là tên người, đó, dán vào, ok, có xác nhận không? Nhấp vào này nè, có địa chỉ này khớp, đúng không? Với cái địa chỉ mà tên của chúng ta là có người tên là như thế này ở trên cái nốt của EOS, đúng không? Rồi tiếp theo nó vào về sàn của ta, copy cái số ví này hay còn số tài khoản đấy, được chưa? Rồi bạn chuyển về trong cái việc mà vào cái phần rút đây, đây trước phần rút về ấy, thì bạn phải chọn là trên mạng lưới của EOS nha, mạng lưới, nhấp vào hệ thống EOS, được chưa? Khi bạn nhấp vào hệ thống EOS xong thì nó mới mở cái phần memo ra. Đây này bạn nhìn này, nếu không mở ấy, thì nó sẽ không ra, đúng không? Mà mở thì nếu như mà nó có mở cho nữa thì cái ví này nó không phải phù hợp. Đây, được chưa? Phải là EOS. Ok, bạn nhấp vào memo này là cái số ví đấy. Memo này nó là bạn nhấp vào số ví vào, được chưa nào? Rồi, khi bạn copy xong vào số ví, bạn hãy nhấp số lượng mà bạn cần rút ra. Ví dụ bạn muốn nhấp là gì ạ? Khoảng 1.000 chẳng hạn, hay là 2.000 đi, 2.000 OS nhỉ? Bạn hãy chuyển 2.000 OS vào, vì cái mức độ ở trên đấy bạn phải bỏ 2.000 ra, bạn mua được khoảng 200, đúng không? 200 điểm là 200 hoặc 300 USDU thôi, vì ở trên đấy họ mua cái giá rất là nhỏ. Đây bạn nhìn này, ví dụ đây, bạn cứ nạp vào, bạn biết nha, bạn nên cứ nạp 2.000 EOS vào, được chưa? 2.000 EOS bây giờ thì tính ra ngoài kia cũng lớn đấy, khoảng đến 5.000 đô ấy. Đấy, mà bạn vào kia bạn nạp vậy. Nhưng mà đây là mình hướng dẫn cho bạn cách để bạn nạp vào, được chưa? Rồi, bây giờ bạn khi mà bạn nhấp vào xong cái số lượng mà bạn chuyển vào, nên chuyển 2.000 EOS vào. Mình nói thật với các bạn là nên chuyển 2.000 vào trong thời điểm này. Rồi, tiếp theo là bạn nhấp vào phần gửi, được chưa? Gửi. Đấy, bạn nhấp vào gửi cái, đúng không? Nhấp vào gửi, ok. Khi nhấp vào gửi xong thì sao? Thì bạn trong khoảng 5 đến 10-15 phút, đúng không? 10-15 phút nhé. Đây bạn nhấn nút gửi này, đây nhấn nút gửi này, nhấn nút gửi, được chưa? Vì số lượng ở đây chưa đủ nên là chưa chuyển được, nhưng mà mình đã chuyển rồi, bạn cứ nhấn nút gửi đi, đúng không? Khi nhấn nút gửi xong, đúng không? Thì lúc này sao bạn nói sẽ hiện lên cái phần xác nhận cho các bạn. Đây. Mình phải làm cho các bạn xem. Ví dụ mình thay vì 2.000 mình chuyển là gì ạ? Mình sẽ chuyển là gì ạ? 2 thôi. Mình sẽ chuyển 2 đi. Thì thay vì 2.000 thì cho nào. Rồi, sau đó mình nhấp vào phần nút gửi. Đấy, làm thực tế luôn. Và bây giờ mình phải xác nhận Gmail. Được. Xác nhận Gmail, bạn gửi này, gửi một mã về Gmail của mình, gửi về Gmail. Rồi sau đó là bạn phải vào Gmail, được chưa nào? Bạn phải vào Gmail.
vào Gmail để là dạng xác nhận. Rồi. Mình sẽ quay cả màn hình cho bạn xem. Rồi. Đây, bạn vào Gmail này. Đây. Bạn hãy vào Gmail. Vào Gmail để lấy mã xác nhận. Đây. Đây là Gmail, đúng không? Tìm nhấp vào để lấy mã xác nhận. Bạn phải nên làm nhanh vì cái này nó chỉ trong vòng 1 phút thôi. Đấy chưa? Copy vào. Rồi. Sau bạn là vào cái phần xác nhận, đấy còn 10 giây này, nhìn chưa? Dán vào. Đấy, rồi chưa? Rồi cái thứ hai là nhấp 6 số. 6 số vậy là viết mất một số. Ok, bây giờ nó bị quá mất 1 phút rồi, mình gửi lại. Đấy, gửi lại. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút nha. Đây, sẽ gửi về luôn. Rồi. Mình thấy cái thông tin nào gần nhất đây, không 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 giờ không phút không giây đi rồi. Rồi, copy vào. Rồi, dán vào. Rồi thứ hai nữa bên dưới thì là số điện thoại bạn nhấp vào thì sẽ chuyển về trong cái số điện thoại của bạn là 6 số. Thì khi bạn làm sàn bạn phải lưu vào đúng không nào? Rồi, bạn nhấp vào 6 số. Đây. 6 số xác nhận điện thoại của mình. Đấy, rồi, ok. Bạn nhấp vào gửi, được chưa nào? Khi bạn nhấp vào gửi xong, đây, chưa đúng này. 5, 8, 3, 4, 3. Đúng mà. Rồi xem nào. Số điện thoại không chính xác. Đợi xem nào. À không phải cái số này, số khác. Là 19. Mình sẽ gửi lại số điện thoại. Ok, gửi lại số điện thoại. Bạn phải nhập nhanh vào thì chưa? Rồi. Là 4 9 7 1 5 7 Đấy, đây là cái số xác nhận bạn phải nhấp vào nhanh để mà gửi đi, được chưa nào? Ok, nhấp vào gửi đi. Nếu mà quá rồi bạn thì nhập số lại, được chưa nào? Ok, gửi đi. Khi bạn nhấp vào gửi đi xong thì ở bên hệ thống iOS rất là nhanh các bạn ạ. Và thứ nhất là các bạn ở đây có thông tin đây để mà đảm bảo yêu cầu ấy thì các bạn hãy lưu lại cái thông tin của bạn nhé. Lưu lại thì sau này nếu như mà ấy, có vấn đề gì bạn thể là lập trình lại hoặc là lấy lại cái mã đấy để là độ để so đúng không? Nhiều người chuyển 1.000 2.000 FS ấy, đấy, nhấp nhấp vào new. Đấy bạn sẽ nhấp vào ví đây. Chẳng hạn ví dụ là LS chẳng hạn. OS này ví dụ là hôm nay là ngày mùng 7 đúng không? 07/03 2021 đấy bạn gửi đi. Đấy, thì nó bảo gửi vào số lấy cái mã số xác nhận điện thoại của bạn để là lưu vào đúng không? Để là bạn lưu vào mà bạn nhấp vào ví dụ là 8 3 2 7 6 9 đấy để đảm bảo cho cái việc mà lưu vào. Ok, đã lưu được chưa nào? Ok, khi nhấp lưu xong bạn có thể xem này cái lịch sử chuyển tiền của bạn ở trên cái mạng lưới của EOS luôn. Được chưa? Đây, bạn nhìn này. Vấn đề này đang được chuyển đi này. Bạn chuyển 2 US thì trừ 0,1 đúng không? Dù bạn chuyển 10 chứ 1.000 US thì hiện tại cũng chỉ trừ 0,1 thôi. Được chưa? Đây bạn xem hệ thống này của EOS này. Đây, đây là mạng lưới của EOS này. Hiện tại này. Ví dụ là RAM này, CPU, NET này. Được chưa nào? Của mình sau này cũng có blockchain riêng cũng giống như thế này. Được chưa? Đấy. Và ở đây sẽ hiện thị lên. Cái phần thông tin của ta ở đây bạn nhìn kéo xuống dưới đây bạn nhìn chưa sẽ chuyển đến cái hệ thống của ta này đây đây là cái địa chỉ của ta này nó như kiểu này phải họ tên của mình ấy đây exchange này watt này sau này cái tên này mình có được đổ mình nó thành tên của mình luôn đấy được chưa. Đấy, như ở bên dưới này mình đã chuyển này, ví dụ là trước chuyển hơn 100 này.
là 110 này, nhận được là 109 này, được chưa nào? Ok, thứ nhất là như vậy. Bây giờ mình sẽ xem nào. Cái thông báo này. Thông báo mới này. Đấy, bạn ơi xem thông tin đây. Ok, nói chung là bạn sẽ chuyển được chưa nào? Đấy. Nó đang thực hiện quá trình giao dịch ấy. Ok, vậy bây giờ trước khi mà chúng ta đã chuyển xong ấy, chờ đợi trong khoảng 5 đến 10 phút thì chúng ta sẽ quay trở về sàn của ta. Chúng ta có thể nhấp vào phần nha. Vừa rồi ấy, chúng ta vừa nhấp vào cái phần đây. Đấy, như các bạn nhìn đây, vừa rồi chúng ta đã chuyển đi. Đây. Đây, như bạn nhìn thấy đây, vừa rồi là chúng ta vừa rồi nhấp vào cái phần, còn là phần số tài khoản, tên tài khoản ta này, đây là số ví này, hay còn số tài khoản của ta, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ, sau này khi mà xong chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách ấy, là có về không và thông báo như thế nào ấy, thì nó ở phần thông báo. Đây là phần thông báo này. Phần thông báo này. Đây. Rồi bạn sẽ kiểm tra bên trên này, nếu như cái lượng EOS đấy về đây rồi, thì nó sẽ xuất hiện trên này. Thông tin trên này. Được chưa nào? Ok, đấy nhá. Tí nữa nó về nó sẽ chuyển đây. Ok, được chưa nào? Ok, như bạn nhìn thấy đây, mình đã ví dụ mình đã có lượng EOS đây rồi. Mình được chưa nào? Đây, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhanh để các bạn xong cái video này. Rồi khi mà nhấn xong thì các bạn nhấp vào chỗ nào? Bạn nhấp vào phần giao dịch đây. Exchange này. Khi bạn nhấp vào Exchange này xong, bạn sẽ quay về trở về với EOS ở đây. Và bây giờ ấy, là bạn muốn bán EOS này đi. Đây, hiện tại đây, số lượng người này họ đang muốn bán EOS này với cái giá này, thì mình có thể nhấp vào giá này là bán với lại số lượng là 2,66 này, đúng không? Người người này họ đang chấp nhận là bán giá cao mà, mình nhấp vào thì chưa nào, mình nhấp vào đây để mình mua được, nghĩa là mình bán luôn. Người họ đang mua mà màu xanh này đang muốn mua EOS của mình, thì mình muốn bán EOS đi để là mình lấy USDU, đúng không? Ok, đây hiện tại EOS bạn nhìn đây, hiện tại mình đang có đây, mình đang có 449 rồi, 49 EOS rồi, được chưa nào? Được chưa nào? Có số phẩy này nó nhỏ mình không tính, rồi mình nhấp vào số lượng EOS này họ đang muốn bán, họ EOS này họ đang muốn mua EOS này với giá là 2,66, mình chấp nhận bán, nhấp vào đây, hoặc là nhấp ở dưới này nếu như mình muốn mua nhiều hơn, ví dụ mình muốn mua là khoảng 150 chẳng hạn, ở đây chỉ có 31 này và 132 này, thì ở đây là 163 đúng không? Thì bạn nhấp vào đây, nhấp vào dưới, rồi bạn chấp nhận mua, được chưa? Hoặc là bạn muốn mua ở đây là tổng đây khoảng 300 đi, bạn nhấp hẳn xuống đáy này, hẳn xuống đáy này, thì bạn sẽ mua được hết tất cả cái này nếu như bạn có tổng ở đây là khoảng 3.000 EOS, bạn sẽ mua được hết chỗ này. Đây, khoảng 3.000 mình nói tròn nữa. Đây 1.000, 2.000 này. Đây, tính nhanh tính gọn đây là đã 2.600 này. Thì ở một số nhỏ đây nữa thì khoảng 3.000 EOS, thì bạn mua hết được số lượng này, số lượng đô này. Số lượng đô này thì khoảng 3.400, đúng không? Đấy. USDU. Đấy. Rồi, bây giờ mình nhấp là mua số nhỏ nhất đi để khớp lệnh luôn nha. Ok, nhấp vào cái này. Nhấp vào lệnh này 0,26 này, đây. 2,66 này với 12 EOS này, được chưa? Mình bỏ ra là 32, mình sẽ nhận về được 32 USDU, được chưa nào? Ok, mình nhận vào phần bán là sell. Đây, nếu mình muốn mua vào ấy thì mình nhấn nút mua, nhưng mà giờ mình muốn bán EOS đi, mình nhấn nút bán, được chưa nào? Nhấn vào bán. Ok, khi mà nhấn nút bán xong, như bạn nhìn đây, số lượng USDU ở trên này mình không có nha, được chưa nào? Mình không có, đúng không? Đúng không? Tí nó sẽ hiện lên. Đây, như mình đã hiện, như mình đặt lệnh đây này. Mình mua rồi, được chưa nào? Bây giờ nó chưa thấy thay đổi, đúng không? Bây giờ mình chưa thấy thay đổi, thì để mà thay đổi website ấy, mình bạn nhấp vào mũi tên quay tròn trên cùng nha, mũi tên quay tròn không phải mũi tên sang, mũi tên quay tròn bên trái bạn nhấp vào. Đó, nó sẽ loát lại website của mình. Đây, như bạn nhìn đây, số lượng vừa rồi EOS mình mua ấy là
giá 0,66 mình đã mua rồi, đúng không? Và số tiền đây là mình nhận về đây là 31,97 đô USDU rồi. Ok, khi mình có USDU rồi thì mình sẽ giao dịch luôn đó, bằng mua CLU, đúng không? Và dạ, UNTB, ví dụ mình đặt dạ, mua CLU đi. Đấy, mua CLU này. Nhấp vào CLU. Đúng không? Khi mình nhấp vào CLU thì mình sẽ nhìn ở đây là họ đang bán. Màu đỏ này là những người đang bán, đúng không? Bán là họ đang bán với lại CLU giá cao. Mình phải chấp nhận dạ, chấp nhận là dạ, mua cái giá cao và mua ngay và luôn. Được chưa? Thì vừa rồi EOS mà mình đang có sẵn EOS, đúng không? Mình muốn bán, mình phải bán giá nhỏ EOS, đúng không? Chấp nhận bán thì bán giá nhỏ thì mình sẽ nhấp vào để chấp nhận là dạ, bán EOS luôn để lấy USDU. Nhưng bây giờ mình muốn mua, giờ mình muốn mua sao? Muốn mua thì mình muốn mua nhanh và luôn ấy, thì mình phải nhấp vào nút màu đỏ từ trên dưới, từ dưới lên trên này, cứ lệnh nào nhỏ mình có thể mua, mình nhấp vào mua, đúng không? Mình chấp nhận mua giá cao thì khớp lệnh luôn, đúng không? Chấp nhận mua giá cao luôn. Đấy, là giá 0,9 đô CLU này. Chưa? 0,9 đô thì mình sẽ phải, nếu mình mua hết cái chỗ này là dạ, 55,9 CLU thì mình phải bỏ ra là khoảng 50,31 đô. Nhưng mà ở đây mình chỉ có 31,97 thôi thì mình sẽ viết hạ số lượng CLU xuống. Vẫn 0,9 đấy, mình chỉ mua khoảng 20 chẳng hạn. Đúng không? Khoảng 20. Đấy, khoảng 20 đi cho nó tròn. Đấy, mình định vị là CLU 20 đô đi, đúng không? Sau này giá lên 20 đô là ngon rồi, đúng không? Ok. Ok, mình mua 20 CLU với cái giá CLU hiện tại là 0,9 đô USDU nhá, thì là chúng ta sẽ bỏ chi phí ra là khoảng 18,09 USDU để mua được 20 CLU đấy, thì bạn nhấp vào phần mua, đúng không? Mà mua, giờ muốn mua mà, mua luôn. Đấy. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Mua luôn và ngay, đây bạn nhìn này, vừa rồi 0,9 đúng không? Thì mình đã dạ, mua ở đây có 50 CLU mà giờ mình mua mất 20 CLU rồi. Đúng không? Thì vừa rồi là giờ giảm xuống giờ chỉ còn dạ, còn hơn 35 CLU thôi, được chưa? Đây và số lượng CLU của mình đã xuất hiện trên này. Đây, số lượng CLU của mình này là 10 dạ. CLU của mình đây. Đây CLU của mình đã tăng lên này. Bạn nhấp vào mũi tên quay tròn đi. Mũi tên quay tròn. Đây, là 46 CLU rồi, được chưa nào? Rồi. Bây giờ ấy mình sẽ mua nữa, đó là mua UNTB. Đây, mình nhấp vào UNTB này. Đấy, mục dưới cùng bên tay trái nhấp vào UNTB. Dạ. Đây. Rồi. Khi mình nhấp vào UETB thì bây giờ mình muốn mua thẳng luôn là với giá 0,03. Bạn nhấp vào dạ 0,03 ở bên trên này. Còn mà bạn viết vào số 0,01 này thì đợi đâu lắm, còn chán mua được. Cứ nhấp vào 0,03 hoặc là 0,09 hoặc là 1 đô nếu bạn muốn mua hết số này. Mình đặt là 0,03. Mình nhấp vào số 0,03 này. Nếu giờ nhấp vào 0,03 này mà mua hết thì khoảng 3.614, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dạ, viết ở đây là dạ, xóa vợ đi để mình tính ra mình chỉ mua khoảng là 13 đô, hơn 13 đô tí. Này. Hơn 13 đô tí. Này. Đây nè. 13 đô. Ừ. 13 đô. À 13 đô 88 à. 13 đô 88 thì mình sẽ lấy tròn lên, đúng không? Đây, ví dụ như vậy đi cho nó đẹp. À, để mình còn tí nữa mình cho các bạn xem kết quả nó kia nữa chứ. Đấy, 12 đô. Đấy, được chưa nào? Ok, được chưa? Được chưa, được chưa? Rồi, ok. Ví dụ mình mua cái con số nào chứ ạ? 423, có nghĩa là 423 UNTB với giá là dạ 0,03 USDU 1 đồng thì mình sẽ nhận về, mình sẽ chi cho cái việc mà tổng số tiền mình phải chi là 12,75, được chưa nào? Ok, mình sẽ mua luôn và ngay, được chưa nào? Mua. Ok. Đó, khi mình nhấp vào phần mua xong cái, đúng
đúng không? Thì số lượng ở trên đây đã được trừ đi một phần nhỏ, và UNTP của đây, UNTP này là 6, tổng là đang có tăng lên rồi là 623 UNTP, được chưa nào? Đấy là cái mà mình đang có sẵn và mình chưa giao dịch gì, được chưa? Bây giờ mình sẽ quay trở về ví nha. Đây, quay trở về ví. Đây, dịch tiếng Việt luôn. Đây, như bạn nhìn thấy đây, mình đã mua chưa? Một lượng Clue rồi, mua thêm một lượng Clue rồi, được chưa nào? Đó. Và đây mình đã giao dịch rồi này, đúng không? Mua Clue này là hiện tại mình đang có gì ạ? Có khoảng 66,3 Clue, có nghĩa là, và tiếp theo đó là mình đang có sẵn là mình chưa giao dịch là gì ạ? 46,3 Clue, và số lượng giao dịch của mình đã bán là gì ạ? Chờ cái lệnh bán giá cao là 20 đô. Rồi, UNTP này mình đang có gì ạ? Ở đây là gì ạ? 1.423 Clue, và mình số lượng khả dụng có thể giao dịch tiếp là 623, và số lượng mình đã giao dịch đó, để chờ bán giá cao là gì ạ? 800. Và đây là USDU mình đang có ở đây, đã nhìn chưa? Và hiện tại số lượng khả dụng của mình thì là gì ạ? Số lượng hiện tại bây giờ ấy là gì ạ? Mình đang có là 84,75, và số dư có thể giao dịch tiếp mình để lại số 1, hơn 1 đô một tí, 1,12 đô, để các bạn thấy rằng chúng ta đang số còn số dư hiện tại có thể giao dịch. Rồi bên đây là số lượng mà gì ạ? USDU mà mình đã đặt lệnh, một số lệnh mua 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 các cái đồng khác, ví dụ là USDU hoặc CLU, đợi đấy mua giá thấp. Đấy. Và tiếp theo là gì ạ? BTC ở đây mình số dư này hiện tại đang có này, và số dư khả dụng này mình chưa giao dịch để nguyên. Rồi tiếp theo là EOS mình cũng đã có, hiện tại là đang có 53, đúng không ạ? 53,33 53,35 CLU, đúng không ạ? Và mình đang số dư khả dụng mình có thể giao dịch tiếp là 39,6125, và dạ, số lượng mình đang giao dịch để là dạ, bán giá cao là dạ, 13,7375, được chưa nào? Đó, một trong cái rất là dễ dàng và đơn giản, đúng không nào? Để các bạn biết được là dạ, cái giá trị của chúng ta như nào. Đó, thì vậy thì để mà các bạn giao dịch được như trên này thì các bạn nhớ rằng là chúng ta dạ, bắt buộc là phải có EOS để chuyển vào sàn trong thời điểm này. Vì phải có EOS thì các bạn mới giao dịch được và các bạn bán được, và phải có EOS thì trong lúc này là dễ dàng nhất để các bạn thể mua được USDU, đúng không? Bạn phải có EOS để các bạn bán đi, được chưa? Các bạn phải có EOS các bạn bán đi xong thì các bạn mới có USDU này, được chưa? Để cho các bạn có được cái số lượng USDU này để các bạn mua được CLU, và dạ, có được cái lượng mà dạ, USDU này để mua CLU và dạ, UNTP ở trên sàn, được chưa nào? Đó. Bao nhiêu bạn thấy dễ dàng và đơn giản? Đấy, đấy là một trong cái video mà mình có thể chia sẻ ngắn gọn cho tất cả các bạn. Mình tin rằng Mr. Huy làm thành công và dễ dàng rồi, các bạn còn làm dễ dàng và đơn giản hơn. Vâng, vậy thì hãy, nếu thấy cái video này hay thì hãy like, share, comment và subscribe và chia sẻ cái video này cho người khác, để là nhiều các anh chị khác cũng thể giao dịch được, và các anh chị hãy biết ơn cái người chia sẻ thông tin này cho các bạn. Còn nếu những anh chị nào mà người mới hoàn toàn thì có thể liên hệ với lại Mr. Huy Eric, thì Mr. Huy Eric sẽ giúp cho các bạn đấy, cách giao dịch cũng như là dạ, biết cách tham gia vào lĩnh vực của Eric. Và những sàn này cũng là một trong rất là nhiều, của hơn 30 cái hệ sinh thái của tập đoàn Eric, và sắp tới có rất là nhiều lĩnh vực nữa mà Mr. Huy Eric muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Và các bạn hãy like, share, subscribe cái video này, YouTube này hoặc kênh này để chia sẻ cho nhiều người khác, để ai cũng được nắm bắt được cái thông tin này để chúng ta tham gia vào sàn, để là chúng ta trải nghiệm, đúng không? Nếu như anh chị nào thích chơi lớn, mạo hiểm hay là như thế nào đấy thì hãy nhớ là quản lý được tài chính cá nhân của anh chị để trước khi vào trong cuộc trò chơi. Và một bị và Mr. Huy Eric vẫn nói các bạn là nếu như các bạn tham gia ở đây
các bạn phải kiếm được bằng này được bao nhiêu tiền ấy, thì phải kiếm thật là nhiều tiền hay là phải kiếm được tiền ấy vào trong thị trường này ấy, thì các bạn đấy là bạn đang là mức độ gọi là thể hiện sự tham lam của anh chị. Và khi mà một khi đã thể hiện sự tham lam ấy, các anh chị sẽ bị mất tiền. Và thứ hai nếu như anh chị nói rằng nếu vào trong thị trường này mà anh chị bảo mất tiền ấy, thì khi tư duy của anh chị trong não anh chị ấy, nghĩ rằng mình mất tiền đấy thì sẽ bị mất tiền. Còn nếu như anh chị tham gia vào cuộc chơi trò chính, tham gia vào bất kỳ một trò chơi gì trong đó có lĩnh vực về tài chính, thì các bạn tham gia vào để chơi, vì trò chơi tài chính là trò chơi của con số. Tham gia vào chơi thì anh chị sẽ thắng, và một khi đã chơi là vui, vui là thắng, và thắng khi mà vui rồi và anh chị sẽ có rất là nhiều tiền về, đúng không? Ok, vâng, xin hãy like, subscribe cái video này nhé. Và một lần nữa, Mr. Huy Everick chúc tất cả các cô chú, anh chị em tại Việt Nam và quốc tế luôn vui vẻ, các nào giàu có và hạnh phúc thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn. Xin chào.